người đã quay trở lại với clip tiếp theo tại Facebook của Long Trần. Ngày hôm nay thì không có một cái chủ đề gì gọi là quá hot hay là phải chửi rủa bức xúc hay phải khẩu nghiệp hết. Chính vì thế mà ngày hôm nay Long chỉ làm một cái clip nhẹ nhàng để review về một món ăn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội thời kỳ này. Đó chính là món trà sữa nước. Và mọi người thân mến, ngày hôm nay thì Long không review một mình mà Long có mời đến đây một người bạn. Người bạn này là một người bạn ở trong Sài Gòn của Long, học cùng Long ở trong trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay nhân dịp bạn Long ra đây, Long sẽ mời bạn của Long review cùng. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam diễn viên Phúc Yalu. Rồi má. Má làm sao á thiệt á. Thì hôm nay rất là có duyên khi ra tận Hà Nội này mà được Long mời đến đây để review cho trà sữa, một cái món mà Gia Long rất là thích. Và hôm nay để xem là cái món này nó sẽ hot như thế nào và nó ngon như thế nào mà làm cho mọi người phải sao động như thế này. Cái món này là không giống trà sữa bình thường. Nó đang rất hot ở trên mạng xã hội bởi vì nó mang tên là trà sữa nướng. Đây, rồi. Đây, cả nhà. Có rất là nhiều những cái bạn bán ở trên Facebook, nhiều lắm luôn ấy, nhưng mà Long đã tìm được một cái chỗ, đó là Tamimak. Tamimak ở số 5 ngõ 51 Phan Chu Trinh. Đó. Thì có 50.000 một lọ thôi. Bình thường thì mua ở trên mạng thì nó sẽ dao động giá từ khoảng 50.000 đến khoảng 65-70.000 cũng có một lọ như thế này. Rồi đây, hóa đơn đây. 100k 2 cốc. Ủa nhưng mà mình mua có 2 cốc hả? 2 cốc. Cốc này xin thông báo là buổi sáng nay nó vẫn còn đang ở bên Trung Quốc. Ship về đến đây một cái là chúng ta đang ăn luôn. Và cô chủ quán có xin lỗi là bởi vì hôm nay quá đông khách nên là chỉ cho một túi trân châu thôi, mình chia đôi ha. Nhưng mà sao từ Trung Quốc về đây thấy vẫn còn cái độ lạnh nhỉ? Tại vì nó để tủ lạnh đó. Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông. Nghĩa là lấy từ Trung Quốc sang, sau đó mang về tận Việt Nam và cái cô bán hàng này cô cho tủ lạnh. Chứ không phải là để vô trong cái tủ lạnh rồi vận chuyển từ Trung Quốc vậy? Không có. Cái đó thì nó khó khăn trong việc vận chuyển quá. Đây, rất là hot mọi người ạ. Có tên là Yi He Cao Nai. Phát âm thế nào? Yi He Cao Nai. Đây, đúng cái ly rất là hot. Đang rất là hot nha mọi người nhá. Và mỗi ly thì sẽ có một túi trân châu như thế này. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ có một túi thôi nên là Lâm phải nhìn. Rồi, bóc ra nè. Sao mình không dùng ống hút để đâm? Ủa, tưởng cái chó này vô. Thì mình đâm, sao mình cho vô. Ha. Thằng mình nó nào bóc chán thiệt chứ. Đây cả nhà. Từ khoan. Anh nói gì đi. Anh chung nã. Cũng bóc ra. Dạ. Nói đi, em muốn học em muốn nói trước đi. Em muốn hỏi rất là khó. Anh nói trước đi. Em nhỏ nó sao? Anh nói trước đi. Bởi vì nếu mà đó là những người mà thích trà sữa thì cái trà sữa này rất là hợp khẩu vị với những người chuyên uống trà sữa, nó rất là ngon, rất là thơm và giải lắm mấy em nhé. Dùng dớ, dùng tất lau miệng, trời ơi, kinh quá. Kể đi, tập trung vô review. Rồi rồi. Trong này nó có một cái hình như có một cái bánh lăn ở dưới đáy này, hút lên rất là béo rồi ngon. Mặc dù là không có đá nhưng mà tại vì trà sữa nó vẫn còn cái độ lạnh. Và hình như là do ở ngoài Hà Nội này là người ta rất là ít uống đá, bởi vì thời tiết không lạnh nên cho nên ly trà sữa lúc nào cũng lạnh, nó là uống rất là ngon. Nó không phải như ở trong Sài Gòn lúc nào uống phải cần bỏ đá vô. Và phải sợ là khi mình bỏ đá nhiều á thì một lát sau trà sữa nó sẽ bị loãng ra, nó không có còn cái độ ngon và cái độ thơm, độ béo của trà sữa nữa. Thế là nó giữ được cái độ ngon. Người Hà Nội quá ha. Người Hà Nội chậm quá. Thì đá nó sẽ làm cho trà sữa bị loãng ra và nó không còn giữ được cái mùi thơm, mùi béo của trà sữa nữa. Hay quá, trời ơi, một bầu trời kiến thức về người dân giữa Hà Nội và Sài Gòn luôn á. Rồi, vậy khẩu vị thì anh thấy thế nào được. So với các cái loại trà sữa mà anh đã từng uống? Trước đây thì uống cũng nhiều loại trà sữa, nhưng mà cái loại trà sữa mới này thì uống thì thấy cái vị nó rất là thơm và cái nước nó cũng béo nữa, vừa thích hợp với anh. Nhưng mà đối với những người mà thích tăng cân thì uống nhiều chút xíu nó sẽ dễ tăng cân hơn. Còn những người như Long thì uống ít một ít thôi. Ủa em đâu có mập, còn mập đâu anh. À thế à. Em chỉ cũng chỉ
Nói sao thì cái định ngưỡng nha. Ok. Và mọi người ơi, thật ra thì như này này, nếu mà cảm xúc của Long hiện tại nhá, em có thể chả khác gì chả sữa bình thường lắm. Có nghĩa là nó cũng có hơi có cái vị thơm, gọi là vị thơm kiểu kiểu nó hơi khét khét đúng không? Có vị khét. Nhưng mà vẫn chưa hiểu lý do tại sao nhá, là lại đặt tên là trà sữa nướng là không hiểu luôn đấy. Chịu, bỏ tay luôn. Mà cái vị thì chân châu rất chán. Chân châu, em thấy anh ăn chân châu chưa? Ăn rồi. Anh thử miếng nữa đi. Nhưng mà có cái miếng bánh lăn này mang thử chưa? Không có bánh lăn. Đây, bên đây em có này. Bánh lăn là kem caramel đấy mọi người ạ. Đâu? Đây, đây, đây. Ơi, không có nhờ? À, tùy vào cái đang nở thôi. Này, không có luôn, thề luôn á. Đây. Nó thử miếng đi. Nó thử miếng đi. Rè. Nó thử miếng đi. Rè. Đây. Không lẽ giờ mời chủ này thử mà cái thử thì kỳ quá đúng không? Cái gì? Để chọc đúng miếng bánh lăn không? Không còn một miếng nào trong này nữa hết mọi người ơi. Còn sao đấy? Còn một đống luôn á. Em thì em nghĩ là có bánh lăn ngon hơn ấy. Nó rất thơm. Cốc này không có. Hàng chị uống thấy nó cái vị nó khác đi. Đó. Nhưng mà để mà nói thì rất là thơm, rất là ngon. Tuy nhiên thì mình mong đợi nhiều hơn thế. Kiểu như là nghe mọi người nói là trà sữa nướng ở độc nhất vô nhị ở ABC này kia, thì mình nghĩ là nó sẽ phải là một loại trà kiểu gì đặc biệt hơn. Nhưng mà thật ra thì nó không khác nhiều trà sữa ở đây ha. Nói chung là nó có cả mùi hơi mùi đậu nành ở đây nữa. Đấy, thì nói chung là nó có rất là nhiều vị. Còn chi tiết như thế nào thì chắc là các bạn phải mua các bạn uống mới được. Chứ ví dụ ngồi đây nói thì ở nhà cũng có hình dung được đâu, đúng không? Lần đầu tiên tiếp xúc với loại trà này thì nó nằm ở thang điểm là 7 điểm. Khen quá trời khen xong cho 7 điểm. Tới cái clip bạn cho 7 điểm, cái là người ta tắt clip, người ta không coi, người ta không uống gì nữa luôn á. Phải, cũng như là anh phải cho cam luôn. Trời thôi. Ê, nói giỡn vậy thôi chứ 7 điểm cũng được à, đâu có ăn tiền quảng cáo đâu lắm. Trời ơi, chê cũng được à. Miễn sao là đây là một cái rất hot mà mình chia sẻ cho những cái người, nói tiếng nào mà nó không hay luôn. Chia sẻ cho những cái người mà họ muốn thử, đó thì họ có một cái clip review như này để họ ấy thôi. Còn nếu mà là em thì em cũng cho cỡ 7 điểm. Rồi, đó thì nói chung là với thang điểm 10 là 7 điểm. Tại vì các bạn ấy, chính tại cư dân mạng ấy biết không, cứ thần thánh hóa nó quá, đâm ra uống cứ kiểu bị hy vọng quá ấy, kiểu như thế. Đâm ra là 7 điểm là hợp lý rồi. Nói chung là cảm ơn anh. Ngày hôm nay rất là trùng hợp bởi vì đúng cái ngày mà anh Zalo với cả một người bạn rất là thân của Long nữa ra ngoài này. Cái chị ấy đây, cho cả nhà xem, đang set up ánh sáng cho em quay. Đó, là phải chiếu cái đèn này vào. Đó, rất là vui, cảm ơn. Đó là chị Nhi Lena nha. Đây là Phúc Zalo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này và hy vọng rằng là sẽ hữu ích dành cho tất cả những bạn nào mà muốn thử trà sữa nướng của Trung Hoa. Là buổi sáng, khi các bạn đặt buổi sáng thì nó người ta mới pha và được gửi về đây là buổi tối rồi. Chính vì vậy một ly thật ra nó không đắt như kiểu Long Cha hay là các thứ đâu, nó cũng 50.000 à. Có 50.000 một ly thì cũng không phải là quá đắt. Nhưng mà để mà ngon xuất sắc thì theo Long là không các bạn ạ. Cho nên là nếu mà các bạn mua thì các bạn mua uống cho biết thôi, chứ nếu mà uống lại thì Long vẫn thích uống mấy cái loại trà sữa mà Long thường hay uống hơn. Anh có muốn gì chào các bạn đi xong rồi mình cắt đi ha. Vậy thì bây giờ nếu mọi người vẫn chưa biết được trà sữa này mùi vị như thế nào thì mọi người cứ đặt thử xem mà uống thử coi là cái vị nó như thế nào. Và nếu như theo như Lâm nói thì thật sự ra nó không đắt so với những loại trà khác. Và rất là may mắn hôm nay được ra đây và được Lâm mời đi trà sữa rất là ngon. Và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt mọi người. Bye. Nếu mà mọi người thấy hữu ích thì nhớ share và like clip này để cho những người khác cùng xem được clip review này nhé. Tạm biệt.